Chào mọi người nhé, đây là hai mẫu khung. Thì mẫu khung màu đen này là mẫu khung mình vẫn đang bán hiện tại, dạng hàn, toàn bộ bằng thép, mũi đinh này bằng nhíp, có xử lý nhiệt. Còn cái mẫu sắp tới này này, mẫu này bằng toàn bộ bằng inox nhé, dạng bắt ốc, sẽ sử dụng ốc M8, ốc lớn ấy. Tải trọng của ốc này thì khá cao rồi. Thứ hai là có phần chốt này này, phần chân gen này có sử dụng keo gen nhé, tránh cái trường hợp mà dao động nhiều ấy nó bị bung. Đây. Thì cái mũi đinh này sẽ sử dụng bằng inox 44C, có xử lý nhiệt được, độ bền và độ bén, độ cứng, giữ cứng ấy, nó sẽ còn cao hơn cả cái thằng nhíp này nhé. Thì inox 44C là dạng đắt tiền rồi, những cái inox này là dạng kiểu làm dao ấy, độ bén với các thứ nó sẽ cao hơn một chút. Toàn bộ ốc ở trên này sẽ đều bằng inox nhé, nên là vấn đề mà bị han gỉ về thời tiết hay là nhựa cây hay là khí hậu thì hầu như không có, không xảy ra. Phần ốp này sẽ bằng nhựa đúc này, thì vấn đề độ bền của cái phần ốp nhựa đúc này thì thực sự các bạn khá cao nhé. Đây có nghĩa mình nén thoải mái, nó vẫn đàn hồi về vị trí thôi, vì lý do là cái sống này, nó có một cái sống hồi này, trên và dưới đều có. Còn vấn đề là sau này cái ốp này có bị đè hỏng đi chăng nữa thì các bạn chỉ cần tháo ốc này thay cái ốp khác thôi. Ốp này thì mình nên khuôn rồi, số lượng thì thoải mái nhá, không phải nhập nhức gì cả. Nghĩa là mình toàn bộ cái khung này sắp tới là mình chủ động được hết mọi thứ, tất cả là chủ động ở Việt Nam rồi, không phải nhập bên nước ngoài gì cả, nên các bạn yên tâm. Độ bền của cái khung này thì khá cao rồi, vấn đề là giá thành thôi. Thì sau này sẽ có một bản giá thành thấp hơn một chút, thì khung nó sẽ bằng thép nhé. Còn mũi đinh để mình sau này mình sẽ có đợt mình đúc được cái dạng thép C45 thông thường ấy, nó vẫn đảm bảo được, nhưng mà giá thành thì sẽ rất là hợp lý hơn so với inox 44C nhé. Inox 44C này giá thành nó cao lắm, nên là